tất cả mọi người quay trở lại với kênh Nắng Lên Tây. Quẹt chào, xin chào các bạn. Đây cô Phong, xin chào các bạn. Đây, thì tiếp tục hành trình đi tắm suối nha mọi người. Thì hôm nay mình với hai thằng cháu của mình đây sẽ tiếp tục ra cái chỗ mà hôm qua bắt được cái con rùa mà hôm nay mình sẽ ra bắt cá nha mọi người. Thì có cầm theo tay lưới, có nghĩa là dự phòng thôi, trường hợp trong mấy cái hố của mình không có cá thì mình sẽ giăng lưới. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy có một cái cây thuốc mà tụi người anh em mà người dân tộc á, dân tộc ở đây người ta dùng để bắt cá. Không biết người ta có bỏ thuốc gì không hay là dùng cái cây đó không thì mình không biết nha. Chắc là mình nghĩ chắc dùng cây đó không. Bây giờ mình sẽ cho hai đứa nhỏ này tới bẻ cây đó về đập cho xuống cái hố nước ở chỗ đây nha mọi người. Một cái hố nước đây để xuống mình quay cho mọi người xem. Rồi đi 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 đi. Gì đây? Đây. Này là cái gì? Rong cái gì? Thì đây là cái hố nước mà nó rỉ ở trên kia xuống nha mọi người. Nó rỉ xuống. Thì đây trong là cái hố nước nè, cái hố nhỏ này nè. Mình sẽ chỉ cho cô cái cây đó để cho hai đứa nó đập nha. Đó. Thì mình không có bắt nguồn dòng nước chảy mọi người. Cái tác dụng của cái cây này nó chỉ trong cái phạm vi mà nước động thì nó mới dùng được. À, nước động á, nước mà nói chung là nó cái hố nhỏ thôi. Rồi khi mà nó tầm nó làm cho con cá, cái cây này mình thấy là khi mình tới mình coi người ta làm á thì thấy cái làm cho con cá nó xây đi, nó xây rồi nó nổi lên thôi chứ còn nó không có chết nha, một xíu sau cái nó tỉnh lại. Rồi bây giờ mình với cô ấy sẽ dẹt qua đây tôi chỉ cho, để cây cho. Bỏ tay lưới dưới cái đây cô, bỏ tay lưới ra, trường hợp tay lưới một lát nữa cần thiết mình mới dùng. Vô đây. Thì hôm qua mình về lên xe dẫn đây mọi người, hôm qua lên xong nhìn xuống đây thấy có cái cây nè. Cây này nằm quay cho mọi người xem nha. Cây này thì mình không biết cây gì nhưng mà thấy người ta làm thì mình bắt trước thôi nha. Mà không biết là có tác dụng hay không nên mà mình quất thôi, chứ mình không biết tên nha cây gì. Đây, cái lá này nè. Lẹ vãi. Này. Rồi cu, hai cu vô bẻ tôi quay ra. Là sao đây? Đây. Này mày nắm quay. Tao bẻ cho, tao bẻ hai mày đập nha. Rồi. Đây, một cây. Cây bị dễ vậy ha, cây hôi chứ, cây nó hôi thiệt, hôi thiệt. Rồi, nắm cây rồi đặt đây. Đây rồi cầm đi. Ui có mấy cái giáp này ờ nếu mấy cầm móc quái ra nó giúp lắm á. Đi ra đây này thẳng ra luôn. Cô kia dục đé mà cầm phụ nó mà lẹ mày ôm đé biết mày. Mọi người biết cây đây cây gì thì mọi người bình luận nha. Rồi đạp đi. Hồi quá hôi. Lé dưới ấy rồi luôn, lé dưới thân cây luôn, đập cái thân luôn, thân luôn. Ừ. Đập nguyên cây luôn, vậy là lấy nguyên nhánh á, đập nét hết nhánh luôn không bỏ xuống. Đó, cu con kia cũng đập xuống kìa, đập không? Đập trên thân mềm mềm trên đầu cu ơi, đó cho nó dễ, đó. À, đúng rồi trên mấy thân đầu non á. Hồi đúng không? Hồi. Đúng rồi, cây thuốc mà. Phải hồi chứ. Đúng rồi, đập xuống. Hồi đập lé cho anh nhanh đi. Đập lé rồi, cho nó dập bỏ xuống. Bao nhiêu rụt xuống hết. Mọi người biết cây này là cây gì thì bình luận nha. Chứ mình này không rành thấy người ta làm thì bắt trước thôi. Rồi dục xuống cô ơi. Dập dục xuống. Tơ đây vậy nè nha. Tơ ra. Dục xuống. Nó có còn nước dính nó tan ra cái.
này gọi là dùng cây thuốc đã suốt ké nha mọi người. Nói chung mỗi nơi có mỗi chỗ có mỗi cây khác nhau, mình thấy thường thường là nhiều người ở chỗ khác thì nó làm cái cây khác, mà chỗ mình đây thì thấy mấy người anh em người ở đây họ làm cây đây thì mình bắt chước thôi, chứ mình cũng không rành nha, mình không biết nó có tác dụng hay không, lúc mà người ta làm người ta có rải thêm thuốc gì đó không thì mình không biết. Cây để đập xong nha mọi người, thì cứ ngâm dưới đây đi tầm mình không biết là khi nào, nhưng mà cứ chờ xíu coi thử ké nó có nổi lên không nha. Đấy, bắt đầu ngâm dưới đây coi thử, mình dưới quẹ bê đứa xíu đầu đi kiếm củi và ngồi chờ xem thử tình hình nó như thế nào nha. Cái hố này mình cũng không biết có ké không nữa, dù lúc sợ đập sâu xuống không có ké nha, nên test thử thôi, tại vì thẻ và nước chảy thì thuốc nó sẽ trôi hết, nó lỏng ra nó không được, nên giờ mình cứ trong cái hố này thôi coi có ké không. Đây mọi người, củi đã tìm xong, muối biết đã chuẩn bị, mà không biết ké có hay không, chờ thêm chút xíu nữa nha, xem để có hay không. Coi có em nào nổi không, đi đi xuống coi thử có em nào nổi không nè, đi 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 trước đi. Có động đấy, từ từ coi thử có lụ, quan trọng có cái to không đó, 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 đó. Từ từ nha, thuốc nó ngấm lâu lắm. Chưa đi quê vòng quanh kia, vòng quanh kia coi thử có đây nha mọi người, bắt đầu nè, nó nổi đầy hết luôn mọi người. Nó khúc trên đây dẹt đây nhiều, mà ngoài kia thì chắc nước nhiều quá xe quá, trong đây nè rất nhiều, hôm nào nổi trắng nè, à còn sống luôn nha mọi người đó, mọi người thấy nó bơi không? À, nó chỉ đờ đờ thôi, rồi bắt đây, bắt ẹ ơi. Đờ, nhiều lắm à, nó rồi. Nhảy nè, còn sống à, mọi người thấy không? Ừ? Cái hố này không có cái bự, mọi người thấy khúc đây nổi cái con mà đó. Bắt đây, bắt đây. Cái bự ít đi sao. Đây cua ơi. Ha, à, sống rất là nhiều luôn. Ôi, có tôm luôn nè. À, thuốc mà xuống trúng con nào là con nào nó ngậm hết. Có tôm luôn nè. Rồi, con tiếp, tiếp. Đây bắt bỏ hết lên ơi. Nhìn chơi. Ờ mấy cái nhảy nhảy nhảy. Ở đây là ăn được nha mọi người, không có sao hết nha. Cái suối mà không có sao hết. Đúng rồi, còn sống mà, nó chỉ trúng thuốc thôi. Lét xíu nó không bắt kịp là nó tỉnh lại, nó sống lại hết à. Còn mấy con dưới đây chưa. Chưa nổi nè. Vừa tép ghê ha. Ừ, lụm hết, lụm hết. Ở đây, 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 còn nữa nè. Thôi, lên, rồi quay bên kia, lụm hết chưa? Quậy độc quá thôi chứ sao lắm. Vô quen kia có cá không? Xuống đây, xuống đây, xuống đây coi cái khúc đây coi có con nào không? Kìa 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 kìa. Cá lóc, cá lóc, cá lóc kìa. Cá lóc, cá lóc, cá lóc kìa. Đó đó, chụp đi, chụp đi, chụp đi, chụp đi. Hôm kia con nó kêu. Đó. Đó, coi rồi chạy. Đó đó đó. Bắt lên, bắt lên. Đó, coi chạy. Còn sống mẹ chưa chết đâu, đem lên, đem lên, đem lên. Đem lên, đem lên. Đờ 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 đờ. Rồi đem lên cho nên cho nó nhảy mất. Còn sống, còn sống, còn sống, quá hay quá hay. Đâu 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 lên quay coi. Cắn xeo đâu. Đâu dở ra coi coi, bị xẹo quá vậy. Để cắn thiệt luôn coi. Cắn. À, mấy con rồi. 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 Thì đó không? Không biết. Đâu đâu coi cái lóc coi. Ồ, bắt được hai con. Hai con này đẹp dữ. Ôi, đẹp, quá đẹp luôn. Cái chậu dồ nha mọi người. Mấy con này giờ này hiếm, mình hiếm gặp nha. Chậu dồ con này nó không có bự nha. Nó tầm cỡ ấy, nuôi đây nuôi cảnh nè. Quay đỏ. Con này à. Nó cũng quay đỏ. Ờ, vậy trong cái hố đây một cặp. Hai, quay đỏ. Chậu dồ quay đỏ nha, rất đẹp luôn. Dưới nè, xanh nè. Thứ này rất hung nha mọi người. Nó cắn là đúng rồi á. Rồi bỏ đây, bỏ đây. Nó không chạy được đâu. Đi vòng vòng coi thử. Trên chén nó có cái gì nè mọi người. Hồ cúc, hồ văn hả? Hồ văn hả? Văn đúng không? Cái lóc, cái lóc xịn gì? Hồ văn. Hồ văn, có hồ văn, có hồ văn. Có hồ văn. Rồi, rồi, để đây, qua kia coi thử có con nào tiếp nào. Đi, 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 đi. Có con nào không? Có con nào không? Mình đây nước lớn quá mọi người. Kìa, nó trôi kìa, nó trôi thêm luôn nè. Trôi ra, chấp. Chấp, chấp, chấp. Ồ, có cua nữa kìa. Không, cua đâu. Cua nè. Ở đây có con nè. Cái lóc con. Hài ghê không? Cua. Cua chạy ghê. Mấy bỏ nó. Cua nhỏ cho xong.
Được, con cá lóc con đó mọi người, con này đem về nuôi thì được. Nhỏ xíu xíu. Con gì đây, con gì đây, Rofi. Rofi. Con sống luôn. Quá đẻ, quá đẻ, quá đẻ ha. Trong hố này nhiều rồi, cũng có cái to mọi người, mà nó dẹt phía đây. Bên đây nước lớn quá ha, không dạng như mình không mình bỏ phía kia không à. Bỏ phía kia nó không có đủ. Có còn nào nào không? Mình nhầm đây có còn nào nữa không? Hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Nước lớn quá nha mọi người, nước lớn quá. Thuốc nãy giờ lâu lắm rồi. Mình đi từ lúc sớm mày tới giờ tối rồi nè. Con kia bắt con cua nè mọi người. Con cua, con cua, con cua, con cua. Que rùa, này cua, ké, quá trời luôn. Quá hấp dẫn ha. Nãy con đi đem gì nuôi đây nè, để lại. Nuôi dơ mấy con này ăn gì chút xíu ăn gì. Kiếm cái gì bỏ vô cho nó chết sao ta? Đây nãy thấy hố chỗ này à. Đây hố đấy nè. Thẻ tạm mấy con ké vô trong cái hố nhỏ nhỏ đây mọi người, nó sống. Lát nữa rồi mình về mình bắt nha. Giờ mình ra mình xử lý mấy con ké nhỏ kia đã. Thẻ cho nó sống đi. Bắt chi? Tội gì? Bây giờ tiến hành nhúm lửa nướng mấy con ké ăn nha mọi người. Mấy con ké nhỏ 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 nha. Nướng ăn vào suối luôn. Thì nó đòi ăn vào suối nên mình sẽ nướng vào suối ăn luôn nha. Ừ, ké gì đó? Cái gì? Biết cái gì không? Cái anh này dân Phú Yên chắc biết ké. Cá lóc hả? À? Đâu? Cá lóc gì đâu? Được con nó ngon hả? À? Thì thấy nó đang trôi trên bờ hả? Chứ nó bị cây kìa mơ hả? Hay là nó bị xíu? Rồi, con cá đây lóc thường nha mọi người. Nãy con trầu vô. Này đây trầu thường. Đây là một con cá trắng. Con... đây con cá trắng thiệt to nữa. Thiệt ngon. À, đúng rồi. Rồi lại lấy mấy con cá nhỏ nữa. Mấy cái nhỏ nãy bỏ ở đâu? Bỏ bên đây sao nè cu. Cái nhỏ này bỏ chỗ đây nè. Chứ không phải bên đó đâu. Ừ, coi cho dặm lưới nha. À, mình nướng mấy con ké trắng thường nhỏ nha mọi người. Còn mấy cá lóc mình đem về mình nuôi nha. Tại vì nó còn sống lại nó nhỏ quá. Không có thịt thè gì ăn đâu mà nướng. Cá trắng thì nướng ăn được. Tại cá trắng nó mấy con ké đây là nó lớn. Cái tầm đây là nó hết lớn rồi. Không có lớn nữa nha. Tính ra cái thuốc này hay nha mọi người. Thấy gì mà hay. Nó còn sống luôn nè. Nó chỉ xỉu thôi nha. Được bè cá lóc mấy con cá rô. Đây giờ bắt đầu đi rửa ké nướng ké mọi người. Trời tối lắm rồi nè. Tối lắm rồi mà mấy nhỏ nó vẫn đòi là ăn cho bằng được. Xong nó mới về. Ít nhưng mà vẫn có ăn nha. Rồi đi đi. Này luôn. À, cá lóc này luôn. Đây. Đây nha mọi người. Thơm được một mớ ké nữa. Đứng từ sớm giờ nè. À, còn sống luôn nha. Để trời bây giờ là tối rồi, trăng lên luôn rồi đó. Được thơm mớ nữa. Ừ. Trời tối rồi mình phải bật đèn flash lên mọi người. Đã có trăng rồi nha. Trăng lên rồi đó. Đúng nè. Rồi, mấy con ké nhỏ nhỏ bên kia nữa. Nãy bắt lúc đầu cái nhỏ nó nhỏ quá nên nó chết trước nha. Còn cái lớn nó nặng đô quá nên nó chết sau. Có cái bóng đó nha mọi người. Đây. Cái... ừ, cái bóng rồi còn những con lại là cái trắng. Có một con cá bóng rồi. Rồi cá lóc rồi lum hết nha mọi người. Mình hai con ngoài kia nữa mình thẻ ra ngoài ngoài đó nữa rồi. Thẻ ra cái hố kia đã đem về nuôi. Còn lại mình nướng cho tụi nhỏ nó ăn nha. Rồi đây ké sắp chín rồi nha mọi người. Ké nhìn to ngon á. Sáu con bự còn mấy con nhỏ nhỏ nó cho nó nướng vô trong luôn hết rồi. Thui hết rồi. Hồ chảy á. Ok. Nhìn to ngon á. Lửa nổ lên cháy đen lên.
tròn con cục muối, quá trời muối rung á. Ăn đi, ăn đi cu. Ị ngồi chít qua đây cho cu kia ăn nữa. Ị mèo ngồi con, treo ngồi nha mọi người. Làm thử con cái bóng nè. Ăn đi, ăn đi, ăn ngay cho biết mùi vị núi rừng. Núi rừng chà, chủ yếu là cụ Phú Yên này nó biết mùi rừng mùi vị nha mọi người. Ngon à. Chà, ăn sao, sao thấy sao? Cay quá. Cay hả? Đây nha mọi người, chấm chấm muối ăn. Ăn thấy là ngon, chung hơn nhiều. Cái trắng thì xương phải nhiều thôi. Cẩn thận mắc cổ con cu. Ăn bỏ cái bụng ra. Ăn phần thịt thôi. Ăn đâu nè. Gặm luôn. Rất là quá trướng các bạn ạ. Muốn ăn một bữa. Khó chứ. Nóng quá đi này. Nóng quá đi. Đây. Nhìn em này là biết ngon rồi. Mà sương quá. Sương quá. Rồi mà sương. Rồi này mà sương nữa cô. Ồ nóng. Chưa nữa nè. Ăn bỏ phần bụng đi nha. Bụng ăn cho chết. Lý do ăn nghiêng con nên phải bỏ phần bụng nha mọi người. Mình nướng nghiêng con cái lộn. Nướng nghiêng con mà ăn bỏ phần bụng. Trời tối à. Trăng đầu lên rõ luôn rồi. Tối nha mọi người. Trăng à. Thôi mình lẹ mình về nha. Rút. Ừ. Còn con nè. Ừ. Ăn đi. Ăn không? Ăn tao đớp. Có muối á. Quyền ké mọi người. Anh chờ. Còn mấy con kém đây nữa nè. Giờ chắc thành than á. Than thành than luôn gì nữa. Kìa con còn, kìa con còn hoài kìa. Nè. Đây. Đây, đây, đây. Anh đi lên này. Đây thôi luôn. Ừ, thôi. Nè nè. Đây. À, nóng. Thông minh. Người yeah. Đây. Cá thui. Không phải là điên điên như mấy ngày nha. Đây, 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 đây. Nè, đây. Phải bò vỏ. Đây, đây, đây. Kìa, cô kia bắt đường con điên suy, suy, suy. Như thiệt luôn. Ha, thôi ăn được câu bỏ đi. Ăn được không? Không, điên à. Thôi. Nóng quá. Nóng vãi. Thôi rút quân. Rồi để đó, quân này xung quanh đây có gì đâu, rồi suối mà. Thôi về nha mọi người. Thôi. Rồi hai mày đứng vô đây, đứng vô, đứng vô, đứng vô tạm biệt mọi người nè. Biết mọi người nha, bây giờ tụi mình đi về. Yeah. Ăn đẻ rồi, về. Nhưng mà không có no. Thôi, rút quân nha mọi người, con chậu dồi nè mọi người thấy không? Nó bông nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, quay đỏ. Còn đây là chậu thường nè, chậu thường nè. Chậu thường mà đây là nó không có cái gì hết nha. Đây cũng chậu thường nè. Chậu thường, còn đây chậu dồi nè. Từ ẹ, đỡ quay cái ẹ, sao cứ thập tay xuống mấy ẹ. Rất là đẹp luôn nha. Mình bắt một con lên mọi người mình xem nha. Nè mọi người thấy không? Ban ngày nó mới đẹp nha, ban đêm thì nó gì thôi. Rồi rồi, bắt hết lên bãi trong ấy đem về. Đây, đây, đây. Rufy. Còn đây là con...
hai con trời vô thường. Đây. Nha các bạn.